Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2021, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá một số loại trái cây khác cho bà con tham khảo. Giá được cập nhật từ các anh em thương lái thu mua tại vườn nha bà con. Giá trái cây hiện nay giá ổn định, được cập nhật tại các tỉnh như Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Bưởi da xanh loại 1 có giá là 19-21 ngàn đồng, bưởi da xanh loại 2 từ 14-16 ngàn đồng, chanh từ 4-6 ngàn đồng, nhãn y đo đẹp lựa từ 16-19 ngàn đồng, nhãn y đo muso 13-16 ngàn đồng. Tình hình dịch bệnh đang phức tạp cho nên giá chôm chôm thì giảm mạnh nha bà con. Chôm chôm thường có giá bán là 4-6 ngàn đồng, chôm chôm nhãn là 13-15 ngàn đồng, chôm chôm thái là từ 20-22 ngàn đồng một ký. Rồi, trên đây là giá một số loại trái cây để cho quý bà con tham khảo. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Nhà Nông Miền Tây nhé. Cảm ơn quý bà con và xin chào.